anh thấy hai em quen quen ta, hình như là vừa là diễn viên vừa là người mẫu vừa là ca sĩ luôn phải không? À, thực sự thì mỗi thứ một chút xíu thôi ạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Minh Ngọc, năm nay là 32 tuổi và công việc chính của em là đạo diễn hình ảnh. Em làm về về nghệ thuật thì cũng nhiều, thì nên là em cũng hay đá sang làm diễn viên đóng quảng cáo hay là cũng tham gia một vài cuộc thi về âm nhạc này nọ. Ngọc là hoạt động ở Hà Nội hay là ở trong Sài Gòn? À đúng rồi, em vào Sài Gòn cũng gần chục năm rồi. Rồi còn em? Dạ em tên là Nguyễn Hoài Mỗi Châu. Em 26 tuổi và hiện nay em đang là stylist producer freelance. Các em hãy cho chương trình được biết là tình yêu của các em bắt đầu như thế nào. Thì thực sự là lúc mà bọn em gặp nhau á, là cả hai thì vẫn đang có bạn trai bạn gái. Thì bởi vì là quen nhau qua công việc đó, Châu thì đang làm producer, còn em thì lúc đấy tình cờ lại làm diễn viên. Thế là dưới quyền bạn này. Đó, thế là hôm đầu tiên tới gặp thì thấy Châu đi từ trên đi xuống mà kiểu mặt mũi rồi trang phục rất là ngầu, rất là dữ dằn. Thế là xuống tống một tràng kiểu gì làm anh đến muộn rồi anh để xe ra bên kia rồi tùm lum hết, làm em cũng hơi quê. Đó, xong rồi suốt hai ngày mà làm việc á, thì coi như là đi em cũng tanh bành luôn á. Thế sao em mới cay quá, nộp đơn vào công ty cô này luôn. Thì em nộp đơn vào. Nhân viên luôn đó. Dạ, em nộp đơn vào thì cái nghề của em thì lại là cấp trên của cô này cơ. Lúc đấy nó không phải là diễn viên nữa. Ok, bây giờ vào được rồi. Bây giờ mình phải tìm cách mình đi lại. Cay sao nó lại khác ban. Thế là suốt cái khoảng thời gian em làm thì cùng làm được chung với cô này đúng một phim. Thế là xong rồi thôi. Thế còn Châu thì cái ấn tượng ban đầu của em về anh này như thế nào? Cái ấn tượng ban đầu của em á, khi mà em nhận cái job đầu tiên là một producer và đây là talent, thì khi nghe tên thì đương nhiên em không biết là ai cả. Em mới phải lên Google search thử. Những cái hình ảnh đầu tiên mà em nhìn thấy á, thì em nghĩ ok chắc là anh này có vẻ hơi gay. Và cho tới khi mà gặp nhau ngày đầu tiên á, nhìn cái kiểu ngoài cũng thư sinh trắng trẻo rồi tóc xéo xéo Hàn Quốc đồ, thì em càng tin chắc chắn là gay rồi. Đó rồi, thế em bị tức lắm luôn. Đến bao lâu thì em mới biết rằng là mình cái nghi ngờ của mình nó là sai? Thì đương nhiên là cho tới khi mà em biết là ảnh có bạn gái thì em mới nghĩ ok, chắc là trai thẳng thật. Đến bao lâu thì các bạn mới bắt đầu quen nhau? Chắc cũng phải tầm sau đó một năm. Thì khi mà cô ấy chia tay bạn trai, em chia tay bạn gái, thì một thời gian sau, trong lúc mà đi coi phim một mình thôi, tự nhiên đang ngồi chờ đến giờ phim thì thấy ai quen quen, thì em mới gặp, mới hỏi han thôi hai đứa mà, thôi bữa nào rảnh thì đi cà phê sau. Hai đứa thì bọn em thì thấy rất là hợp nhau, nhưng người ngoài nhìn vào thấy chênh sao á. Nhìn Châu á rất là kiểu mà tomboy á, kiểu nhìn em á, ngay cả khi ngồi đây mà em cũng mặc cái bộ này. Thì chị không biết là lúc mà tụi em đi chơi á, thì cái phục trang của Châu là sẽ là như thế nào? Thực ra là, để cái này anh nói nha. Ok, fine. Là quần jean xong rách, thủng rồi đi bốt ra. Xong rồi tay đeo kiểu như là một tấn các loại vòng nhọn nhiếc này nọ. Xong rồi áo thì áo thun đen, lúc nào cả người là cũng mặc đồ đen hết. Nhưng mà trước khi mà em quen với Châu á, cái mẫu bạn gái lý tưởng của em á là cái gì? Có phải là mẫu hình tượng của Châu không? Dạ không. Bánh bèo nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ. Thế còn em, cái mẫu lý tưởng của người đàn ông trong đầu của em có phải là dạ không. Ngọc không? Dạ không. Không luôn. Ngộ ha. Đúng là ý trời đó, đúng không? Vâng. Tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Cũng hơn 3 năm. Vậy trong 3 năm đó chắc chắn là có rất là nhiều cái câu chuyện. Thí dụ như là có gặp sự cố hay là có chia tay nhau bao giờ không? Có một lần suýt thôi. Lúc đấy là bởi vì là em cũng chưa có rõ ràng được với cả Châu. Mình cả nể, mình cứ trả lời tin nhắn qua lại với người cũ. Nên là Châu thì cũng không nói gì. Nhưng mà lúc đấy là sinh nhật em. Đó là hôm đấy em đi làm về sau tự nhiên thấy nhà khóa cửa. Thế em gõ hoài, thế là thấy Châu bảo anh đứng ngoài ban công đợi xíu đi. 5 phút sau thì mở cửa ra thì thấy là cô ấy ăn mặc rất là đẹp. Xong nguyên cái nhà em là cô ấy từ sáng lúc em đi làm á, là đến rồi như trang hoàng rồi mua đồ về nấu nướng thứ chuẩn bị một cái bữa tiệc sinh nhật rất là hoành tráng luôn. Chỉ có hai đứa thôi, anh đến thì nó lãng mạn lắm, rồi cả một cái bảng rất là lớn kiểu như là in hình của hai đứa từ hồi mới quen nhau, xong rồi cắt ra rồi đính lên rất là đẹp. Lúc này em cũng bất ngờ mà em hạnh phúc lắm. Xong rồi ăn uống với nhau vui vẻ, xong rồi hôm sau
cô nhắn cho cái mail. Em nghĩ em đã làm hết mọi thứ rồi. Nếu mà anh không thay đổi được, không dứt khoát được thì chúng ta nên chia tay ở đây. Đó là em sốc không? Giống như là cái bữa tiệc ân huệ vậy. Bữa tiệc ân huệ đó. Cái cảm giác đấy đến hôm nay nó vẫn còn sốc lắm luôn. Sốc mà em không biết làm sao được luôn. Em lúc đấy em mới nhận ra là mình quá bất công với cô ấy. Mình vô tâm chứ không hẳn là vô tư nữa rồi. Tất cả những cái mà mình nghĩ là mình cứ bình thường, mình cứ vui vẻ, mình cứ thoải mái thì mọi người cũng sẽ vui vẻ với mình. Thực ra không phải. Nên là lúc đấy thì em phải bằng mọi cách để em gặp cô ấy để em nói hết và em giữ lại cái con gái này. Anh hỏi nè, em là một đạo diễn hình ảnh, nói chung là cũng là một người làm nghệ thuật. Và Châu cũng là một người làm nghệ thuật. Thì chắc chắn rằng là cái màn cầu hôn, cái lời tỏ tình của em rất là ấn tượng phải không nào? Thật ra là mà nói thì em cũng đoán được trước. Cái ngày hôm đó là bọn em đi chụp hình cưới, nhưng là hình cưới của một studio book tụi em chụp chứ không phải là hình cưới của bọn em. Thì trong cái lúc mà em đi make up với lại chỉnh tóc và thay đồ lại một cái bộ khác á, thì ảnh lại nhờ những cái người trong ekip cũng giả vờ như là đang chụp ảnh thật, xong rồi ảnh cũng sẽ quỳ xuống cầu hôn này nọ các thứ, nhờ bạn bè quay lại. Em còn nhớ lúc đấy là cái góc chụp á, nó có một cái giống như là một lễ đường nhà thờ đó, có một cái hàng hoa anh đào đẹp lắm. Thế là hai đứa đứng ở giữa nắm tay nhau rồi nhìn vào nhau, rồi máy quay rồi máy chụp xung quanh. Thì bắt đầu em mới quỳ xuống, em lấy trong túi áo ra. Đó thì máy bấm cứ như là kiểu vẫn là đang chụp bình thường. Nhưng mà sau đó em mới nói, hôm nay anh muốn dành cho em sự bất ngờ, liệu em có đồng ý làm vợ của anh không? Mà lúc đấy em run quá mà em cầm cái hộp nhẫn em mở ngược ra. Nhẫn đẹp không em? Nhẫn cầu hôn á. Dạ, đây ạ. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi ta? Dạ khoảng 3 năm hơn rồi ạ. Bây giờ các em đã có em bé chưa? Dạ có rồi ạ. Mấy bé? Dạ một bé ạ. Một bé mới được gần 17 tháng. Một bé trai gần 17 tháng ạ. Châu là ở trong Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn Ngọc là ở Hà Nội. Dạ. Ông bà nội là ở Hà Nội hả? Ông bà nội ở Hà Nội luôn. Vậy thì sau khi cưới về thì cái áp lực trong cái thời gian đầu các em sống với nhau đó là điều gì? Thì ông bà thì cũng có nói qua nói lại nhưng mà không kiểu như không can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng lắm. Cưới xong rồi có cháu đi. Thì lúc đấy mới căng. Vì căng thẳng nên là suốt cả một năm đầu tiên là không có. Càng căng thẳng càng không có tin tức gì cả. Đúng không? Thế là hai bên cũng lo bảo thế nào đi khám đi. Rồi thì cũng chiều ông bà đi khám mà hai đứa khám nó sức khỏe bình thường. Chẳng vấn đề gì cả. Nhưng mà không có là không có. Thế là lúc em căng quá rồi em bà thôi. Bây giờ ra Hà Nội nói thẳng với ông bà luôn là tụi con cố gắng hết sức rồi, mất một năm rồi. Cũng rất là vất vả nhưng mà bố mẹ thấy đó là không có. Thế bây giờ đừng để tụi con bị áp lực nữa. Tụi con cố gắng tập trung vào cho sự nghiệp đã. Nó làm một trận dữ dằn lắm. Xong rồi về Sài Gòn cái vợ bảo anh ơi hai vạch này. Em quê kinh khủng luôn mà. Xong rồi bảo bây giờ nói làm sao, bây giờ ông bà lại của lại cho thì không biết nữa nè. Thế là gọi video call ra cho ông bà, nói thế bố mẹ đã sẵn sàng là ông bà chưa? Thế là bố em thì coi như là kiểu như là muốn nhảy tưng tưng lên luôn. Nhảy rồi vỗ tay quá trời luôn. Bà thì cười hoài luôn. Cái đây em cũng quay lại luôn. Có được thưởng không? Từ trước giờ là ông bà đã treo thưởng, thưởng to luôn. To luôn. Thế là vừa báo cái là ông bà chuyển tiền vào thưởng nóng liền. Giờ lấy nhau được 3 năm rồi. Yeah. Rồi có lòi tật xấu gì ra nhiều không? Ảnh có cái tật rất là vô tâm. Bản thân ảnh thì ảnh không nghĩ là mình vô tâm, ảnh chỉ nghĩ là tại vì mình vô tư thôi. Một cái tật xấu khác là rất rất thích ân cần với tất cả mọi người. Với cô gái nào cũng vậy, hỏi cái gì cũng nhẹ nhàng ân cần hết á. Nhiều khi nói những cái lời dễ hiểu lầm. Với con người như em á, em một người đó cá tính mạnh, cái gì ra cái đó, thích là thích mà không là không. Chứ em không thích cái kiểu là với ai cũng lấy lòng, với ai cũng phải như thế. Ngoài cái tật xấu đó ra thì còn cái gì nữa không? Hồi lúc mà mới quen á thì rất là chăm nấu ăn, ngày nào cũng nấu ăn cho em hết á. Xong rồi bây giờ về bắt đầu có con rồi á thì bớt đi. Nhưng mà bù lại á có một cái mà em nghĩ là vì chuyện đó mà em có thể không quan tâm tới những cái chuyện khác nữa. Đó là từ khi mà em bắt đầu có em bé á, thì ảnh đã tạm dừng tất cả công việc của mình lại. Ảnh chỉ nhận những cái job freelance thôi để mà tập trung lo cho em và em bé. Tới ngày hôm nay luôn, hai đứa cùng nhau chăm em bé và cùng nhau vun đắp tình cảm.
Bây giờ tới em đó Ngọc. Không, thì rõ ràng là đối với vợ chồng em thì cái mà khúc mắc nhiều nhất nó chỉ là cái sự mà vô tâm vô tư của em thôi. Còn tất cả những chuyện khác thì em nghĩ là em vẫn đảm bảo đầy đủ. Đảm bảo đầy đủ. Em hãy kể tật xấu của vợ em nghe. Thì cái hồi mà mới quen á thì Châu rất là siêng. Nhiều lúc đi làm về ở thấy nhà sạch tinh tươm như kiểu có cô Tấm ghé qua ấy, cơm nước đầy đủ. Cưới xong thì khác, cô Tấm thì đi đâu rồi. Thỉnh thoảng trong nhà em đi ngang qua từ trong phòng ngủ cho ra đến bếp là em cua được 2 bịch. Nó là rác. Còn gì nữa không? Có ghen không? Châu có ghen? Cũng không ghen, nhưng mà mỗi lần mà thấy có vấn đề thì hay cảnh cáo em nhẹ nhàng. Sao em biết là không ghen? Cách Châu thể hiện như là em không quan tâm. Nhưng mà anh mà làm gì sai sau lưng em thì đó, anh cứ xác định đi. Không phải là em không quan tâm. Em không phải muốn kiểm soát anh thôi. Nghĩa là anh có thể làm sao cũng được. Nhưng anh nên biết mình là người có vợ và có con. Em biết không Ngọc, tại vì có những người ghen nói ra nói liền, nhưng mà có những người ghen không bao giờ nói. Thì những người ghen không bao giờ nói là những người cực kỳ đau khổ, là bởi vì họ không thể nói ra được cái điều mà họ đang rất là khó chịu. Thì thường á, nếu như cái người chồng á, mà người ta gọi là săn síp, cái trực giác của họ nhạy bén á, họ biết liền. Thì chị nghĩ rằng á, là Châu là cái dạng ghen, ghen dữ ạ, nhưng mà không có nói. Là bởi vì sao tụi em á, là mỗi người sẽ rất là tôn trọng đối phương. Cho nên tại sao mà Châu cứ nói em vô tâm. Nhưng mà thực sự em không có vô tâm. Chị nghĩ bởi vì em làm nghệ thuật là em không thể vô tâm được. Thực ra em thuộc tiếp người vậy, em ở không, em ngồi im vậy cũng có người bâu vô em. Chứ em không cần phải là quan tâm hay là chăm sóc hay là phải trìu mến. Yeah. Em chỉ cần ngồi vậy thôi cũng có người bập vô rồi. Nhưng mà cái người bu vô á, cái người bu vô thường là nam chứ không phải nữ gì hết. Thì nói chung cả hai đều nguy hiểm. Tóm lại là chắc chắn là khi mà người ta bu vô em không có giang tay ra đâu. Là bởi vì bên cạnh em có một người phụ nữ quá tuyệt vời như thế này. Và hy vọng là các em hãy cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Cảm ơn.